Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Tám Đình đây. Hôm nay mình sẽ làm một video. Đó là mình nấu 6 gói mì tôm. Và mình sẽ thử thách xem mình có ăn được hết 6 gói mì tôm không. Và thời gian là bao nhiêu lâu các bạn nhá. Đây là 6 gói mì tôm của mình này các bạn này. 6 cái vỏ này. 2, 3, 4, 5, 6 nha các bạn nhé. Các bạn nhìn kỹ nha. 6 vỏ nha. 2, 4, 6 nha. Đấy, và đây là nồi mì của mình vừa nấu xong này. 6 gói mì này các bạn này. Úi. 6 gói mì nha. Bây giờ mình sẽ đem lên nhà mình thử thách xem mình có ăn hết nồi mì này không các bạn nhé. Bạn ơi, đây là nồi mì của mình đây nhá. Đây là một một nồi mì 6 gói các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bấm giờ nha các bạn nhá. Mình sẽ bấm giờ và mình để điện thoại tại đây. Cho các bạn xem là nó sẽ thời gian mất bao nhiêu lâu nhá. Xem các bạn xem liệu mình có ăn được hết nồi mì này không nhá. Và thời gian là bao nhiêu lâu các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu này. Mình sẽ bắt đầu các bạn nhé. Nhưng làm thế nào để cho quay được cái điện thoại ở đây cho các bạn nhìn thấy. Nếu không các bạn lại bảo là mình gian dối thì là nó sẽ không không được hay lắm. Hoặc là một tay mình sẽ cầm điện thoại vì không có người hỗ trợ, các bạn thông cảm cho mình nhé. Mình chỉ vừa làm vừa quay thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu các bạn nhé. Đây này, nồi mì siêu cay khổng lồ của mình đây này. Sẽ bắt đầu các bạn nhé. Bây giờ sẽ bắt đầu này. Bắt đầu đồng hồ bắt đầu chạy nhá. Thank you.
Chịu rồi các bạn ơi, không ăn được nữa rồi. Này, thời gian này các bạn này, mình vừa bấm thời gian là 3 phút 52 giây 77. Mình ăn đến thời gian này là mình không ăn được nữa rồi. Thử thách mình hôm nay coi như thất bại này các bạn này. Mình cho các bạn xem nồi mì của mình nhé. Đấy, 6 gói mì tôm của mình ăn đấy, thời gian mình ăn này. Thời gian mình ăn là vào 3 phút 52 giây 77, gọi là 4 phút. 4 phút mình ăn được hết 4 gói mì tôm. Ở đây tổng chỗ này là 6 gói thì chỗ này chắc phải còn 2 gói nữa các bạn. Chỗ này còn khoảng 2 gói nữa thôi. Mình ăn hết được 4 gói là mình không ăn được nữa rồi. Mình cứ nghĩ là mì tôm dễ ăn. Ai ngờ mì tôm khó ăn quá các bạn ạ. Ăn 1 gói 2 gói thì được, chứ ăn 5 6 gói thì nuốt không nổi. Hôm nay mình lại nấu mì tôm không. Hôm nay mình không hoàn thành được thử thách rồi các bạn ạ. Thử thách ăn mì tôm này, bạn nào ăn được 5 6 gói mì tôm mà trong thời gian nhanh nhất thì comment vào bên dưới cho mình để mình học hỏi thêm các bạn nhá. Các bạn ơi, mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Mình không hoàn thành được thử thách rồi các bạn ạ. Thử thách nấu 6 gói mì tôm tưởng ăn được hết, cuối cùng không ăn nổi các bạn ạ. Nhìn cứ tưởng là ngon dễ ăn nhưng mà không ăn được. Đây nhá, mình vẫn còn bằng ngày mì nữa này. Đấy, tổng số 6 gói mì tôm ăn còn bằng này nữa này. Một cái nồi này rất to nha các bạn nhé. Nồi này không phải nồi nhỏ đâu này. Thôi nhiều bạn nào mà làm được, ăn được thì cứ ăn nha. Còn là bạn nào không ăn nổi thì tuyệt đối không nên học theo nha. Cố quá thì là nó thành quá cố, vất vả lắm các bạn ạ. Mình cũng định cố ăn hết cho các bạn xem nhưng không ăn nổi. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn nhớ like, share, comment, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Bye tất cả mọi người nhá.